Xin chào quý vị và các bạn. Sau 2 ngày trời nắng và nóng, ngày hôm nay, một lớp mây mỏng đã xuất hiện trên bầu trời Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Thậm chí có những khoảng thời gian gần trưa và chiều thì trời lắc rắc mưa ngay giữa những lúc nắng. Những hạt mưa này rơi xuống đất rồi lại nhanh chóng bốc hơi lên, làm tăng cảm giác oi nóng, mặc dù nhiệt độ cao nhất phổ biến đều dưới mức là 34 độ. Thời tiết có sự thay đổi này là bởi vì tối qua, một rãnh mây dông đã được hình thành và gây mưa cho các tỉnh vùng núi phía Bắc, với lượng mưa là từ 30 cho đến 50mm. Vùng đồng bằng và ven biển phía Đông thì chịu ảnh hưởng gián tiếp của rãnh mây dông này, nên là trời cũng chuyển sang trạng thái là có nắng gián đoạn xen kẽ với những khoảng nhiều mây và mưa nhỏ vài nơi. Từ ngày mai thì trời sẽ nhiều mây hơn, mưa dông lan rộng ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh vùng núi phía Bắc như là ở Lào Cai, Hà Giang, Bắc Cạn và cả khu vực của Cao Bằng cũng như là ở Lạng Sơn. Khu vực Trung Du Đồng Bằng và các tỉnh ven biển thuộc khu Đông Bắc như là hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng thì trời cũng có mưa trở lại, tuy nhiên thì mưa không trải đều và lượng mưa thì cũng không nhiều như các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Bắc. Trong điều kiện thời tiết có mưa dông trở lại, nếu quý vị và các bạn có những lộ trình đi lên các tỉnh vùng núi thì cần phải giữ tốc độ vừa phải để tránh đường trơn trượt, nhất là đối với những đoạn đường đèo dốc để đảm bảo an toàn khi mà lưu thông ngoài đường. Nhiệt độ tiếp tục giảm thêm khoảng từ 1 đến 2 độ nữa. Vào trưa chiều mai thì nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ dao động trong khoảng là từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực vùng núi có nơi còn ở mức là dưới 30 độ. Trái với miền Bắc, các tỉnh ven biển miền Trung thời tiết tiếp tục đà tăng nhiệt. Sang đến ngày mai, dọc theo các tỉnh từ khu vực của Thanh Hóa kéo dài cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi thì trời có nắng từ sớm và nhiệt độ tăng dần từ mức là trên dưới 28 độ vào buổi sáng lên đến 30 đến 32 độ vào khoảng thời gian gần trưa và chiều. Và nhiệt độ cũng sẽ đồng loạt tăng lên mức là trên 33 độ. Trong đó thì một số nơi thuộc các tỉnh vùng núi phía Tây khu vực này như là tại các địa phương Tương Dương của Nghệ An, Hương Sơn của Hà Tĩnh, Tuyên Hóa của Quảng Bình hay là Nam Đông của Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ vẫn giữ ở mức là từ 35 cho đến 36 độ. Kèm theo đó là độ ẩm không khí giảm thấp nên là tiết trời khô và nóng. Ở phía nam của khu vực, các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận thì trời cũng có nắng nhiều, nhưng mà nhờ vào gió Tây Nam và gió đông từ biển thổi vào nên là độ ẩm cao hơn và nhiệt độ thấp hơn khu vực phía Bắc khoảng 1 độ. Đến chiều tối thì một vài nơi sẽ có mưa dông nhiệt xua bớt đi hơi nóng vào ban ngày và nhiệt độ lại giảm xuống mức là dưới 28 độ. Thời tiết ít mưa, nắng nhiều nhưng mà nhiệt độ không quá cao như những ngày đầu hè sẽ thích hợp cho những chuyến du lịch về các bãi biển đẹp của dải đất này. Ở phía Nam, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ giữa mùa mưa nên là những cơn mưa dông liên tục trút xuống khu vực này trong suốt những ngày vừa qua. Trong cơn dông thì còn xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm như là lốc xoáy hay là gió giật mạnh gây thiệt hại cho nhà cửa và hoa màu của người dân các tỉnh phía Nam. Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai thì mưa dông sẽ giảm đi cả về diện và lượng do đới gió Tây Nam trên khu vực này hoạt động yếu dần đi. Bên cạnh đó thì các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xảy ra trong cơn dông cũng ít có khả năng xảy ra, nên hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ cho việc khắc phục hậu quả do lốc xoáy tại Cần Thơ cũng như là lũ lớn do vỡ đập thủy điện ở Tây Nguyên sẽ sớm được khắc phục. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm có vùng biển phía Bắc của quần đảo Hoàng Sa, gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, thời tiết ổn định, tầm nhìn thoáng nên là thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam của đảo Hoàng Sa trở xuống đến vùng biển Nam Biển Đông và các vùng biển ven bờ từ khu vực của Nam Trung Bộ thì gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn, có cường độ ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động. Ngoài ra thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa bị giảm xuống, chỉ còn là từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông còn có thể xảy ra cả lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày hôm nay sẽ là chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước vào ngày mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.